Thưa quý vị, những năm gần đây, để chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, đặc biệt là nâng cao các giá trị sản xuất nông nghiệp, nhiều mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật đã được nông dân nuôi tôm áp dụng vào thực tiễn và mang lại hiệu quả. Những năm trước, gia đình ông Quỳnh Văn Đúng, xã Tân Chánh, huyện Cần Đước chủ yếu nuôi tôm theo phương pháp truyền thống, năng suất không cao. Sau đó ông tìm hiểu, học hỏi, chuyển sang mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao 3 giai đoạn với diện tích ao gần 1.000 mét vuông. Trước đây thì cái điều kiện mình nó không có, mình nuôi ao đất, nuôi dân gian thì cũng mình xuống ao nước giếng đó là mình quýnh vôi cũng xử lý rồi, chỉ cấp nước thôi thì bỏ vô nuôi từ nhỏ tới lớn luôn là hên xui á. Còn hiện giờ thì mình cũng có biết chút kinh nghiệm thì mình làm theo cái công nghệ mới chút, sang ao nó thưa, nó mau lớn, nó lợi nhuận nó cao lắm chứ. Với mô hình nuôi tôm 3 giai đoạn hiện nay mà đang áp dụng rộng rãi trên địa bàn, nhất là địa bàn ấp Hòa Quế hiện nay á, thì cái việc áp dụng khoa học kỹ thuật này rất phù hợp với điều kiện thực tế của xã Tân Chánh hiện nay. Tại vì cái một là cái điều kiện thổ nhưỡng trước tiên, hai là vấn đề chủ động đầu tư về tất cả các nguồn nước, thứ ba là vấn đề con giống đảm bảo chất lượng. Việc áp dụng mô hình này giúp cho tôm nuôi đạt tỷ lệ sống khoảng 90%, đồng thời người nuôi sẽ tiết kiệm được công sức chăm sóc, dễ quản lý, ngăn ngừa được dịch bệnh và giảm rủi ro do tác động của môi trường xung quanh. Giai đoạn đầu là chúng ta ươm ở cái mật độ cao, sang một tháng tuổi thì chúng ta sẽ sang giai đoạn 2. Và khoảng hơn hai tuần sau thì chúng ta sẽ sang qua giai đoạn 3. Thì thường như vậy thì chúng ta gọi là nuôi tôm 3 giai đoạn. Khi mà nuôi 3 giai đoạn như vậy á, thì người dân sẽ có được nhiều thời gian để luân phiên ao được nghỉ trước khi tái sản xuất. Thì bước đầu thì về cái mức độ nhân rộng thì có thể là chậm. Ngoài cái là đất thì còn cái là kỹ thuật. Cái kỹ thuật cũng rất là quan trọng. Cái nữa thì cái vốn đầu tư. Có thể nói, mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao 3 giai đoạn đã mở ra hướng đi mới cho những người nuôi tôm. Qua đó, góp phần mang lại hiệu quả kinh tế bước đầu cho người nông dân.